3 năm trở lại đất Hà Đông, người cũ tên Oanh, má vẫn hồng, tóc vẫn buông lơi, răng vẫn trắng. Oanh ơi em có nhớ anh không? Người yêu cũ tôi ở một cái khu rất là tranh xả, chắc là phải tranh xả nhất của đất Hà Nội này rồi. Làng Việt Kiều Châu Âu, các bạn nghe tên đã thấy hoành tráng chưa? Đấy, thấy bảo rằng là ở trong làng Việt Kiều Châu Âu này mới có một quán hải sản ngon lắm. Hôm nay tôi sẽ dẫn các bạn đi nhá. Lẩu bao. Nói thật là ở trong cái khu này gọi là làng Việt Kiều Châu Âu cho nó oai thôi, chứ ở đây toàn người Việt ở và bán đồ ăn Việt luôn. Và đây cũng là một trong những khu dân cư đông và sầm uất nhất của đất Hà Đông luôn. Cái quán này tên là Lẩu Bao. Hỏi thì em nhân viên bảo rằng bao ở đây tức là bao ngon. Đây mọi người đang xem là cái món nem hải sản tươi này. Tôi đánh giá rất cao cái món nem hải sản tươi ở đây nhá. Khi mọi người cắn miếng nem nhá, mọi người sẽ thấy nó bung ra luôn từng miếng ghẹ này, miếng tôm này, miếng mực này. Kiểu đây là nem mà bếp của nhà hàng tự làm, chứ không phải là nem hải sản nhập ở ngoài siêu thị mấy cái đồ đông lạnh đâu. Cái gỏi tôm sú sốt Thái ở đây ăn rất ngon nhá. Nước sốt thì là đã có sự gia giảm rồi, chứ nó không hề kiểu bị cay quá giống như ở bên Thái Lan. Tôm cho vào lẩu hải sản là tôm nhảy nhá mọi người. Nhưng mà không dám quay bởi vì sợ bị vi phạm. Cái nước dùng ở đây có vị rau củ quả tự nhiên, ăn rất ổn. Trước giờ đi ăn lẩu thì gần như chị em phụ nữ ai cũng thích ngồi cạnh tôi. Cái quán này anh chơi cùng với anh chủ quán đây mà. Anh chủ quán đây cũng là bạn anh. Nhân viên ở đây biết anh hết bởi vì anh suốt ngày đứa đi ăn nhậu ấy. Thoải mái mà em cứ ăn đi. Ê chị hỏi tí này, em có quen cái ông Bảo Khanh kia không? Dạ không ạ. Thật á? Có quen à? Dạ không. Biết anh hết. Có quen thật. Mà các bạn ơi, quán đang có chương trình khuyến mại nhân ngày 8 tháng 3 nếu như các bạn dẫn chị em phụ nữ và gia đình đi ăn liên hoan nhá. Như hôm nay tôi dẫn hai cô em gái đi ăn mà chưa đến mùng 8 tháng 3 đã được giảm giá rồi.